Kính thưa quý vị, đây là chương trình hội luận của Family Choice Health Network, một tổ ấm y tế của mọi gia đình. Thành lập từ năm 1995 đến nay đã hơn 22 năm. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có bác sĩ Liên Nhân Trần. Xin kính chào bác sĩ Liên Nhân Trần. Dạ, kính chào bác sĩ Toán, kính chào quý vị. Và thưa quý vị, bác sĩ Liên Nhân Trần là một thành viên trong ban điều hành của tổ ấm y tế Family Choice. Thưa bác sĩ Nhân, thì hôm nay nhân dịp đầu năm mình nói đến cái tiệc mừng xuân cho những quý vị cao niên trong Family Choice Health Network, thì để cho cái buổi tổ chức nó được hoàn hảo thì mình có những, trước hết là nó ở đâu bác sĩ Nhân? Dạ, trước nhất là nó ở Seafood Palace tuần này đó là chủ nhật. Nếu mà quý vị có vé rồi đó thì quý vị nên tới cái chừng 10:15 hay là 10 giờ cũng được, càng sớm càng tốt, tại chúng ta sẽ bắt đầu ngay lúc 11 giờ, nhưng mà quý vị nhớ là có cái chừng 400-500, có thể hơn nữa, 400-500-600 người. Thì từ 10 giờ tới 11 giờ mình phải xếp bàn cho mấy người đặng nó ổn định hơn. Vâng, thưa quý vị, thì như bác sĩ Nhân nói là Family Choice Health Network tổ chức một buổi tiệc mừng xuân cho quý vị cao niên trên 65 tuổi ở tại nhà hàng Seafood Palace ở góc đường Golden West và đường Westminster. Mà chúng tôi thì hiện bây giờ theo thống kê cuối cùng chúng tôi có hơn 600 thành viên tham dự. Vì vậy nên chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ bắt đầu đúng giờ là 11 giờ vì để sắp xếp chỗ ngồi cho quý vị một cách nó ổn định, một cách nó sớm để start, để bắt đầu đúng giờ thì yêu cầu quý vị tới từ 10 giờ trở đi, mà tới trước 11 giờ là tại chúng tôi phải sắp xếp chỗ ngồi và bắt đầu đúng giờ. Dạ. Năm nay thì mình làm rất là vui vẻ. Năm nay mình có ca sĩ, hai ca sĩ, một ca sĩ của Asia là ca sĩ Hoàng Thục Linh và ca sĩ Đoàn Linh. Dạ. Đoàn Linh, hai ca sĩ. Dạ. Và đồng thời ban nhạc rất vui và thêm những ca sĩ phụ khác, nhưng mà hai ca sĩ chính là Hoàng Thục Linh và Đoàn Linh. Dạ. Với lại năm nay mình sẽ có mấy người từ một cái tổ hợp rất là quan trọng, đó là Care Optima. Tại trước sau về cái chương trình One Care, đa số mấy người đi là từ cái chương trình One Care Connect. Mình có thêm mấy người thành viên mà có giống như là Medicare Advantage cũng tham dự cái này, nhưng mà đa số 90% là từ cái chương trình One Care Connect. Thành ra năm nay mình sẽ có mấy người từ cái tổ hợp Care Optima. Vâng, thưa quý vị, thì tiệc mừng xuân như bác sĩ Nhân nói, đa số thành viên tham dự buổi mừng xuân này là từ One Care Connect và những chương trình Medicare Advantage khác. Thì chúng tôi đã nói là Kautima, ông giám đốc điều hành của Kautima sẽ có mặt là Michael Schrader. Yeah. Và những nhân viên của ông. Yeah. Với lại có mấy người thành viên của HealthNet, Brand New Day hay là Central Health, Central Health. Yeah. mấy cái vâng. Thành viên. Và ngoài những cái đại diện của những cái hãng bảo hiểm thì chúng tôi có những đại diện dân cử tham dự buổi lễ hôm nay. Vì vậy nên để cho buổi lễ nó được tiệc mừng nó được hoàn hảo, nó được có trật tự, thì chúng tôi đề nghị quý vị không cần phải đem máy chụp hình, quý vị không cần phải dùng cái cell phone quý vị, mà ngược lại chúng tôi có những phóng viên nhà nghề, phải không? Dạ. Bác sĩ Toản nói rất là có một cái điều mà mình phải theo rất là có lý, là tại mấy năm vừa rồi đó thì có nhiều thành viên muốn chụp hình mà nó hơi không có ổn định. Thành ra năm nay mình sẽ mướn mấy người chụp hình nhà nghề, họ sẽ đi từ bàn họ chụp hình. Sau khi đó, sau khi họ chụp xong hết đó, thì quý vị có thể lên cái màn hình của Family Choice. Cái trang nhà thì xin ban kỹ thuật cho cái hình của cái trang nhà lên đi. Thì ví dụ như familychoicehealthnetwork.com. Đó, thì vô cái familychoicehealthnetwork.com, rồi vô về đó liên lạc với chúng tôi, rồi quý vị click vào cái member để mà là thành viên á, cái thành viên á, thì quý vị sẽ thấy sau khi vô cái trang này thì quý vị click vào cái thành viên là quý vị sẽ có thể download được tất cả những cái hình mà chúng tôi chụp cho phóng viên nhà nghề họ chụp phải bác sĩ Nhân. Dạ phải. Năm nay mình bỏ ra rất nhiều thì giờ tiền đặng mướn mấy người chụp hình nhà nghề, đặng họ đi từ bàn đặng họ chụp. Thành ra sau khi cái lễ này xong đó, tuần sau đó quý vị mà muốn coi cái hình đó mà quý vị không lên được cái màn hình đó thì quý vị gọi 1-800-NEW-DOCTOR, 1-800-NEW-DOCTOR, N-E-W,
D-O-C-T-O-R. Tại vì đó, từ từ đó, cái màn hình mình sẽ thay đổi. Là ngay bây giờ đó, cái cách dễ nhất là quý vị, nếu mà quý vị không lên được cái health net mà không kiếm được cái chỗ nào đang kiếm cái hình đó, thì quý vị gọi 1-800 New Doctor, chúng ta sẽ giúp quý vị kiếm được mấy cái hình này. Thành ra quý vị năm nay quý vị đừng có lo đem máy chụp hình, tại ở đây mình sẽ mướn mấy người chụp hình nhà nghề. Thành ra năm nay khỏi cần đem máy chụp hình, mình sẽ lo mấy cái chuyện đó. Ngoài cái vấn đề mà những phóng viên, có những người mà nhiếp ảnh viên nhà nghề là photographer, professional photographer, là nhiếp ảnh viên hàng nhà nghề, và đồng thời cũng có những cái phóng viên của những đài truyền hình họ theo quay phim. Thành ra có rất là nhiều người chụp hình quay phim. Vì vậy nên chúng tôi đề nghị quý vị cứ ngồi yên tại chỗ để cho những người họ làm việc, thì có lẽ nó có trật tự hơn, mà nó không có, mà quý vị sẽ có những tấm hình rất đẹp, bảo đảm quý vị có những hình rất là đẹp. Quý vị chỉ cần log in vào cái trang nhà của Famichoy Health Network và quý vị chọn vào thành viên, quý vị sẽ download tất cả những hình có thể free, cái đó là quý vị cứ vô là free. Thành ra đây là một điểm rất là tốt. Còn vừa rồi bác sĩ Nhân nói đến cái New Doctor, thì thưa quý vị, 800 New Doctor thì hình mình có hai cái billboard phải bác sĩ Nhân? Dạ phải. Ngay bây giờ mình có hai cái billboard mình vừa bắt đầu. Thành ra nếu mà quý vị giúp tổ hợp tổ ấm Family Choice, quý vị có lái xe ngang là quý vị coi, nếu quý vị có ý kiến về cái mấy cái billboard này đó, thì quý vị cứ gọi vô 1-800 New Doctor đặng cho gấp ý kiến, đặng coi quý vị thấy cái billboard này nó có đẹp hay là nó có, quý vị thấy có thích không. Một cái billboard là ở đường Brookhurst, mình lái về phía nam thì nó bên tay trái, cái đó là đường Brookhurst trước khi mình tới đường Hazard. Cái billboard thứ hai đó là trên đường Beach, mình lái xe về phía nam thì nó bên tay mặt, nhưng mà mình phải thoát qua cái đường McFadden trước khi mình thấy được cái billboard. Cái billboard mà trên đường Beach với là McFadden nó ngay trước khi mình lên cái xa lộ 405. Còn cái billboard Brookhurst đó, thì nó ngay gần góc đường Brookhurst với lại Hazard. Thưa quý vị, thì những cái điểm này rất là quan trọng, tại vì chúng tôi muốn quý vị nhớ cái số điện thoại 1-800 New Doctors. Thế nên rất là dễ nhớ, thì quý vị có thể gọi vào để biết chi tiết. Và đồng thời trong cái hai cái billboard này, chúng tôi có cái website để quý vị log in, để quý vị nhớ là familychoicehealthnetwork.com, rất là dễ nhớ. Tiếp tục nói về cái website familychoicehealthnetwork.com đó, thì nó hơi rắc rối ngay bây giờ một tí đó, là từ bây giờ tới tháng 3 đó là familychoicehealthnetwork.com, nhưng mà bắt đầu tháng 3 đó nó sẽ dễ hơn nữa, nó sẽ là familychoice.com. Nhưng mà ngay bây giờ mình đương tính toán cái đó, bắt đầu tháng 3 đó, tôi đã nói chuyện với lại mấy cái người mà họ làm cái website này đó, bắt đầu tháng 3 đó thì nó sẽ dễ hơn cho quý vị nữa. Bắt đầu tháng 3 đó, quý vị chỉ cần log into familychoice.com thôi. Còn ngay bây giờ nếu quý vị muốn log in là familychoicehealthnetwork.com. Vâng thưa quý vị, thì đây cũng là một cái sự đóng góp ý kiến của khán giả. Tại có nhiều người gọi vào nó, ô bác sĩ Toàn ơi, bây giờ ông nói tôi nhớ familychoicehealthnetwork.com, đánh ra nó lâu quá, thì vì vậy nên chúng tôi đã phải bỏ tiền mua cái URL này, là phải bỏ tiền ra mua cái Famichoice không thôi. Thì từ bây giờ đến cuối tháng 2 thì quý vị phải đánh ra hosting thing Famichoice Health Network thì nó mới ra mới log in được mấy cái website của chúng tôi. Nhưng mà mùng 1 tới tháng 3 trở đi thì đơn giản hơn, quý vị chỉ đánh family là choice là nó tự nó vô cái .com là mình sẽ log in, thì từ đó quý vị có thể biết hết về Famichoice Health Network và có thể download tất cả những hình mà chúng tôi đã chụp trong cái buổi lễ tiệc mừng xuân cho quý vị cao niên trên 65 tuổi của Famichoice Health Network. Dạ. Và quý vị nhớ đó là chủ nhật này đó mình sẽ chụp rất là nhiều, có thể là mấy trăm cái hình lận. Thành ra quý vị phải nhớ là cũng có một thời gian có chừng một tuần trước khi cái hình nó sẽ lên website. Thành ra quý vị chờ, nhưng mà bảo đảm quý vị mình sẽ mấy cái người nhà nghề họ sẽ chụp cái trăm hình, họ sẽ đi từ bàn là họ chụp. Thành ra quý vị một tuần sau quý vị có thể lên familychoicehealthnetwork.com hay là tháng 3 vô thẳng từ familychoice.com.
vâng. Mấy cái hình. Trước lời bác sĩ Nhân thì tôi vừa mới nói chuyện với những người phóng viên cũng như người nhiếp ảnh nhà nghề, thì họ nói với tôi là trễ từ hoặc trễ nhất là thứ ba hoặc là thứ tư tuần tới là quý vị có thể log in vào familyjoyhandnetwork.com trong và vô cái members, rồi quý vị log in vào cái link là quý vị sẽ thấy tất cả cái hình từ đầu đến cuối, từ khán giả ngồi bàn ăn đến những cái người mà quan khách nói chuyện, cho quý vị chụp hình quay phim đầy đủ hết. Thì quý vị cứ ngồi yên tại chỗ để thưởng thức cái buổi tiệc cho nó có vẻ nó mình được an nhàn, mình khỏi phải lo lắng, phải không bác sĩ Nhân? Dạ, bác sĩ Toản, bác sĩ Nhân rất là đồng ý đó, là tại mình đã mướn rất là nhiều người chụp hình đó, thành ra quý vị có thoải mái, không cần lo về đem máy chụp hình, quý vị cứ thoải mái nghe nhạc vui vẻ, ăn uống vui vẻ, không cần lo về chụp hình. Dạ, yeah, thì tất cả mọi chuyện nó sẽ rất là tốt đẹp cho quý vị, và cái buổi lễ nó sẽ được một cách nó trật tự hoàn hảo hơn. Dạ. Yeah. Thì thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đi xin tạm gián đoạn, xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào buổi phát hình kỳ tới. Cảm ơn bác sĩ Nhân. Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ Toản. Hy vọng sẽ gặp quý vị Chủ nhật này.